Đây. Trời ơi, bà nội cha mày khiến trời đất kêu xuống đất khiến rồi. Mày quen giám đốc bác sĩ kỹ sư thẩm đó, mày quen thằng shipper. Ở đâu ra mày cho tao con gái tao bán cho thằng shipper mày? Có gì đâu ba, người nào cũng là người mà ba. Anh kiếm tiền đàng hoàng chứ anh không kiếm việc qua đâu. Ủa? Đây là ba mà. Ba nó không đàng hoàng đâu, ba thay đồ ba mất. Đó, lúc mà phát hiện ba là em kính cẩn rồi, em làm nó ghê lắm, giống như trong cung vậy đó. Một lại này cũng xin lỗi ba hay gì đó. Dù sao này ba có bom con, một xe tải hàng cũng vẫn chấp nhận. Đó gì đó. Thôi anh bị điên nữa. Nói tháng là bao, bao nhiêu đó cái đẻ anh uống hết. Anh lấy bộ minh gì tám đi chứ mày. Anh bự như là do ăn hàng của ông bơm luôn á. Thật ra ba em cũng không phải lần đầu đâu. Ông bơm nhiều lần mà cho anh sao không biết sao. Mạnh lì anh nhận hoài. Rồi xong. À thì thôi anh về đi, để em nói chuyện lại với ba em. Làm shipper một đi. Làm shipper 2 vô. Shipper 2 vô là cũng đi giao hàng y chang vậy. Vậy là hai này đi luôn. Chở đi hàng đi đâu cũng chuyện gì đó. Rồi shipper 2 vô cũng là giao hàng. Hôm nay cũng tiếp tục bùng nữa. Là tại vì anh đặt hai thằng một lúc. Giao gì? 18 ly trà sữa. 8 ly. Anh là 18 ly. Hai đứa giống nhau ở một đơn hàng, mua hai chỗ thôi. Mục đích ông là gì? Thích màu tới chứ. Để trước lấy. Đỡ mất thời gian. Đỡ mất thời gian nhiều người vậy mà. À, khó luôn. Đó. Một núi. Thì của mày có bây giờ mày gọi hãng taxi chưa? Không, taxi nào mà nó không đi được em mới gọi chứ. Chứ phải là gọi lúc Vinasin rồi. Có bà không được. Không tốt vậy. Hết toàn tội người ta.